Mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là Lân Hồng Phát, xã Xuân Lộc. Hồng Phát, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Các bạn đang trên đường đi diễn thì chúng tôi đi đồng hành cùng với các bạn trong một vài xuất diễn tại các gia đình rồi. Thì bây giờ các bạn tiếp tục lên xe để tiếp tục đến các gia đình khác để mua lân. Chúng ta xem nha. Đó. Các bạn là những người thanh niên rất là nhiệt tình. Để múa được như những ngày hôm nay thì các bạn đã phải trải qua một chặng đường, một hành trình rồi. Các bạn phải đã trải qua một tháng luyện tập để hôm nay thì các bạn mới đi múa để phục vụ bà con. Đây, chúng ta thấy là các bạn Hồng Phát, Lân Hồng Phát, xã Xuân Hải. Các bạn đang tiếp tục lên xe để tiếp tục cho cái chuyến hành trình tiếp theo của mình. Đồng hành với các bạn một đoạn nữa quay trở lại sông Cầu. Không biết tiếp theo là các bạn sẽ đi về khu vực nào đây. Tiếp tục cho một cái chặng đường tiếp theo của các bạn Lân Hồng Phát. Có thể là các bạn quay đầu nha. Tôi chúc các bạn may mắn nha.